Chào các bạn, tôi là Hoàng Phong đến từ công ty cổ phần Blue Shop. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng. Ở trên file Excel tôi đang chiếu đây là có 4 sheet. Gồm sheet data 1, data 2, data 3, data 4 là 4 sheet chứa cơ sở dữ liệu nhập liệu của nhiều người. Và một sheet thứ 5 đó là sheet tổng hợp. Tổng hợp này mục đích là tôi muốn tổng hợp dữ liệu từ 4 sheet data 1, data 2 cho đến data 4. Ở mỗi sheet data đều có cấu trúc dữ liệu giống nhau. Mục đích bây giờ tôi muốn tổng hợp của sheet này vào sheet tổng hợp có cấu trúc tương tự. Thì ở đây các bạn cần làm như sau. Thứ nhất là các bạn cần đặt tên bảng. Thì tên bảng sẽ bao gồm từ dòng tiêu đề. Hiện tại tôi đã đặt tên bảng cho bảng data 1 là data 1. Thì các bạn nhìn ở đây, khi tôi chọn data 1 thì sẽ bắt đầu từ dòng A2 cho tới dòng 200, Y200. Đây là vùng nhất, tương tự vùng thứ hai, vùng thứ ba, vùng thứ bốn tôi cũng đã đặt tên. Đều là data 1, data 2, data 3 và data 4. Bây giờ tôi sẽ tổng hợp như sau. Các bạn vào sheet tổng hợp. Ở đây tôi sẽ gọi công thức như sau bằng BSQL. Select. Tôi sẽ lấy từng bảng một. Ví dụ tôi sẽ lấy từ bảng 1 sao from data 1. Trước tiên tôi sẽ lấy dữ liệu từ bảng data 1 vào với điều kiện là không rộng nhé. Điều kiện là que chứng từ là luôn phải có chứng từ if not null. Sau đó đóng vào và nhấn enter. Thì đây chính là toàn bộ cơ sở dữ liệu của bảng 1. Phía dưới sẽ không bị dư thừa. Tiếp theo để tổng hợp thêm bảng thứ hai vào thì bạn làm như sau. Ở cuối câu lệnh thứ nhất trước dấu nhấn đơn bên dưới chép các bạn làm như sau. Dùng từ khóa boolean. Boolean. Phía sau boolean là các bạn thêm câu lệnh. Mình sẽ copy nguyên câu lệnh của dòng thứ nhất xuống. Ở đây mình sẽ lấy từ data 2 chẳng hạn. Cùng chứng từ if not null, các bạn nhấn Capture Enter để cập nhật. Union là thường chữ T. Union sẽ tổng hợp dữ liệu từ hai bảng 1 và 2. Ở đây bảng 2 sẽ bắt đầu số tự là 1. Thì ở đây sẽ có hai số 1. Tương tự hai số 2 nó sẽ lặp lại. Thứ tự sắp xếp nó sẽ sắp xếp theo cột đầu tiên. Ở đây mình có thể chọn cột sắp xếp tùy mình. Thì tí mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Tiếp theo mình muốn thêm bảng thứ ba. Do tên bảng mình cố gắng đặt giống nhau nên chúng ta chỉ việc copy, chỉ cần thay thế tên bảng 2 thành tên bảng 3. Tách ra, lấy Shift Enter. Ở đây cột ngày tháng mình chuyển về date nhé, cho mọi người dễ hình dung. Đấy, ok. Đây là lấy thêm bảng thứ ba. Bảng thứ ba là cũng tới dòng 20. Tất cả các bạn 18 20 sẽ có 220 ở bảng tổng hợp. Rồi, bây giờ bảng thứ tư mình sẽ tổng hợp lại có tới dòng thứ 39, số thứ tự thứ 39. Các bạn làm tương tự, chỉ cần thay đổi bảng thành bảng 4 thôi. Mình nhấn Ctrl Shift Enter thì dữ liệu sẽ tự động cập nhật ra. Giả sử bây giờ tôi sẽ sắp xếp ở cuối câu lệnh, các bạn thêm cho tôi một từ khóa đã order by. Ngày chứng từ chẳng hạn, tôi sẽ xem ngày, tôi nhấn Ctrl Shift Enter thì dữ liệu sẽ được cập nhật theo ngày từ bảng 1 cho đến bảng 2, bảng 3, bảng 4. Bảng 1 đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đến 20. Tiếp tục lại tới bảng 2, dữ liệu từ bảng 2. Bảng 2 đây, ví dụ như đây là 6 Nokia 200, Nokia 200 do ngày tháng tôi sắp xếp tăng dần giữa các bạn. Tương tự cả data 4. Thì đây là bảng cơ sở dữ liệu tôi tổng hợp từ 4 bảng. Do đang có dòng tiêu đề nên tôi sẽ ấn dòng tiêu đề bằng đầu số thứ hai của hàm BS. Đó là lệnh HR bằng nâu. Nhấn Ctrl Shift Enter để cập nhật. Thì nó sẽ lấy ra dòng tiêu đề đầu tiên của mình. Mà dòng này mình có thể thay đổi. Ví dụ chứng từ này tôi có thể tương việt chẳng hạn. Chứng từ ngày
Đấy, các bạn có thể tổng hợp dữ liệu từ như bảng. Hiện tại tôi đang dùng là cho 4 bảng, sau này các bạn có thể tổng hợp từ 10 bảng.